cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Để làm nên thành công, bạn sẽ phải hội tụ được rất nhiều các yếu tố khác nhau: trí thông minh, sự kiên nhẫn chăm chỉ làm việc, tài ứng xử khéo léo trong các tình huống và cả yếu tố may mắn nữa. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chỉ 30% trong tổng số những người được khảo sát có chỉ số IQ cao thành công trong cuộc sống. Yếu tố thành công phần lớn lại được quyết định bởi những người có chỉ số EQ cao. Đó là những người có chỉ số cảm xúc tốt, nhanh nhạy trong các mối quan hệ và khéo léo trước hoàn cảnh mình gặp phải. Nhằm giúp cho bạn đọc có được những phương pháp giao tiếp thông minh, cách xử thế khéo léo, những cách thức mềm dẻo khác nhau trong việc xử lý tình huống, đồng thời cung cấp cho bạn đọc những bí quyết thuyết phục người khác biến thất bại thành thành công. Trong chuyên mục cùng bạn đọc sách lần này, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách với tựa đề Giao tiếp thông minh và tài ứng xử do tác giả Tạ Ngọc Ái biên soạn, nhà xuất bản Tài chính phát hành năm 2020 với độ dày 469 trang, khổ 21cm. Cách xã giao và tài ăn nói có thể coi như là bảo bối lớn nhất để dẫn đến thành công. Cho dù thế giới nội tâm của bạn có đẹp đẽ và sâu sắc đến mấy, cũng cần phải dùng lời nói để bộc lộ ra ngoài. Bằng khả năng ứng đáp thông minh, nhạy bén, bạn hoàn toàn có thể tự tin bước ra ngoài thế giới rộng lớn bao la và đi khắp thiên hạ. Có thể thấy, giao tiếp ứng xử là một vấn đề luôn được tất cả mọi người quan tâm. Đây rõ ràng là một nhu cầu của thời đại, bởi con người luôn khát vọng mở rộng giao lưu, mong muốn thường xuyên trau dồi và đổi mới, có thể thích ứng với biến chuyển của cuộc sống và vươn tới tương lai. Giao tiếp muốn thật sự thành công phải xây dựng trên nền tảng tự nguyện, mong muốn và hỗ trợ lẫn nhau, bù đắp cho nhau. Nếu như một trong hai người cho rằng trình độ của người kia quá thấp, nói chuyện với họ chẳng bổ ích gì cho mình thì hiển nhiên cuộc giao lưu đó không thành công. Nếu hai bên đều đặt đối phương vào vị thế ngang hàng, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong giao tiếp. Bạn cũng chớ tự ti coi mình ở tầm cỡ thấp hơn, kỳ nhất là trong giao tiếp lại mang ý nghĩ tự ti. Lúc đó, cách nhìn nhận của bạn sẽ mất tính chân thật, không dám nói thẳng ý nghĩ thật lòng, gây ra tình trạng bế tắc trong giao tiếp. Cuốn sách Giao tiếp thông minh và tài ứng xử với tên sách giản dị, không tô vẽ, đi thẳng vào vấn đề mà bạn đọc muốn quan tâm xem xét. Nội dung dễ hiểu, rất thiết thực, bao hàm cả những vấn đề đời sống mà chúng ta rất hay gặp phải, các bài học rút ra từ những tình huống thực tế. Sách khá dày, bao gồm 17 phần lớn dạy về giao tiếp như giao tiếp bằng cả tấm lòng, giao tiếp với khách hàng, giao tiếp trên bàn, năng lực phương vụ trong giao tiếp xã hội, trung thực trong giao tiếp, sức hấp dẫn của nhân cách trong giao tiếp xã hội. Thông qua từng phần trong sách có thể giúp bạn đọc biết được khá nhiều những kỹ năng giao tiếp hay mà có thể bạn đọc chưa từng biết, như lần đầu tiên gặp gỡ phải ăn nói, tự giới thiệu về mình như thế nào để tạo ra ấn tượng đậm nét cho đối phương, làm sao để thu hút được người khác trong quá trình giao tiếp, từ ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ, cử động, cách hài hước tạo ra niềm vui, đồng thời tránh sự tự ti, kinh kiệu dùng những từ ngữ hoa mỹ nói sai sự thật, khen không thật lòng gây cho đối phương khó chịu. Bên cạnh đó còn giúp chúng ta biết cách nói năng, xúc tích, ngắn gọn, sử dụng những từ ngữ mạch lạc, dễ hiểu, để người nghe dễ tiếp thu và nắm bắt vấn đề, khiêm tốn lắng nghe, điều chỉnh tâm lý của mình, giữ thể diện cho người khác, tránh sự lúng túng chẳng diễn đạt được ý tứ, thậm chí nói năng ngây ngô, thành trò cười cho thiên hạ, và còn rất nhiều các vấn đề khác được đề cập trong sách mà tác giả muốn giới thiệu đến bạn đọc. Đặc biệt, sách Giao tiếp thông minh và tài ứng xử còn mách cho bạn nên quan tâm đúng mức đến cách ăn vận của mình để tạo khả năng thành công nhiều lần trong giao tiếp, giúp cho bạn có khả năng ứng xử đối đáp mau lẹ, biết cách nói năng chừng mực, nói năng khích lệ, lựa lời khen ngợi, quở trách chừng mực, phản ứng nhanh nhạy trước những tình huống khó mà chẳng biết xoay sở ra sao để ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình. Có thể nói cuốn sách này là một cẩm nang quý báu và rất cần thiết cho bất cứ ai trong cuộc sống hiện đại. Có thể giúp cho bạn học được cách nói chuyện nghệ thuật, cách tạo ấn tượng riêng, khả năng tạo thu hút khi nói, những biện pháp đối phó với những tình huống khó giải quyết, giúp bạn thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nói năng, ứng xử. Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.